Đấy, đợt này mà các bác chưa tẩy rong rêu, chưa tẩy rong rêu thì các bác tẩy rong rêu cho em Khánh nha. Tẩy rong rêu cho em Khánh là tại sao phải tẩy rong rêu? Tại sao các bác phải tẩy rong rêu để xử lý? Cứ Mường Ga thấy ai cũng vô lân rồi. Nếu các bác lỡ vô lân rồi, giúp em Khánh là tưới thật là đều nước nha, tưới thật là đều, được chưa? Tẩy rong rêu nhất là những cái khu vực nó nằm ở dưới cành. Tới đây các bác phân hóa mầm hoa, các bác mới thấy là cái rong rêu nó sẽ làm chết cái mầm hoa của mình rất là nhiều. Và hơn nữa là đa số các bác tẩy rong rêu thì cái dòng tẩy rong rêu nó bị nóng. Các bác hình dung ạ, cái lúc mà cái mắt cua, cái lúc mà mắt cua, mắt ngủ, mắt cua, các bác hình dung ạ, cái mắt cua nó đang bắt đầu sáng ra, các bác phun để mà các bác nhìn thấy là dẹp này, các bác nhìn thấy rong rêu nó bám vào nó làm ảnh hưởng, đúng không ạ? Làm ảnh hưởng đến mắt cua, các bác mang các bác phun là hỏng luôn, đứt luôn, nó nóng một phát là đứt hết mầm hoa của mình ngay, cái mắt cua của mình ngay. Nên giai đoạn này là giai đoạn rất thích hợp để các bác tẩy rong rêu một lần nữa, rong rêu trên lá, tảo đỏ trên lá, trên cây. Các bác hình dung chưa? Nhớ dùm em Khánh nhá, nhớ dùm em Khánh xử lý trong giai đoạn này ngay. Lúc mà cái mắt cua hoặc là nó ra bắt đầu ra hoa rồi, nó làm cái việc rong rêu nó làm chết những cái mầm hoa của mình đi, nó làm khô, nó hút, nó làm khô cái mắt của mình đi, nó đen xì những cái mắt ngủ của mình đi, là nó hỏng hết. Nên giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ thích hợp. Vì hết mưa rồi, nắng đều rồi, khô rồi, các bác chỉ xử lý cho em Khánh một phát là rong rêu đẹp như tranh vẽ luôn, đẹp đẹp vô cùng là đẹp luôn, được chưa các bác? Đợt trong giai đoạn các bác phục hồi, em Khánh biết là rất là nhiều bác tẩy rong rêu nhưng mà không hết được, bắt buộc bây giờ nó vẫn còn, kiểu gì các bác cũng phải xử lý lại, đúng không ạ? Các bác phải xử lý lại, đúng không ạ? Nên là tại sao quy trình phục hồi em Khánh chia sẻ rất là rõ, bóc nó rất ra là rõ cho các bác hình dung không ạ? Nhá, được không ạ? Bao nhiêu trong số các bác thấy là buổi tối ngày hôm nay rất là giá trị với những kiến thức của em Khánh chia sẻ cho các bác thì hãy bổ cho em Khánh quả xẻng.